Cái này vui nè, khi mà mình thắt dây an toàn ha, nó không như dây bình thường mà nó sẽ siết một cách nhẹ để cho cái dây an toàn của mình nó sát với cái người mình, với chiếc xe. Một tính năng hay. Nhưng mà chưa hết đâu, chiếc GLS này có khả năng nhún nhảy các bạn ạ. À, ê, đã chưa, đã chưa. Nhún nhảy bằng cách nào thì mình phải vô access nè, mình phải vô cái uproad nè, rồi mình phải trả xe về vị trí N đấy. Rồi trả về D. D thì chức năng uproad assistant này nó mới hiện ra, tính năng nhún nhảy vui vui tí xíu, nhưng thực sự là nó giúp cho chiếc xe của mình có thể thoát lầy một cách an toàn. Nhưng mà trên chiếc xe này nó nhún nhảy cũng vui lắm. Rồi mình chọn chế độ uproad đây, mình chọn recovery mode và sau đó recovery mode for improved start gì đó, thoát khỏi sand nè, snow nè, đấy mình chỉ cần chọn start. Đấy, chiếc xe mình bắt đầu nhún nhảy lý thú chưa. Mắc ói không được, tính năng này thú vị lắm, mình bật vui vui thôi chứ mắc ói lắm các bạn. Một lần nữa mình làm lại lần nữa nha, thú vị lắm các bạn. Mình vào setting và mình chọn qua assistant, kéo và chọn chế độ là uproad assist, và mình phải vô cái số D nha, phải vô số D mình mới chọn được cái uproad assist này. Mình chọn recovery mode ấy, tính năng thoát khỏi cát tuyết. Start, chiếc xe mình bắt đầu nhũng nhảy lý thú chưa. Úi chà, nhưng mà khó chịu lắm các bạn ơi. Hết sức hay và hết sức thú vị trên chiếc GLS phiên bản hoàn toàn mới, đã lắm.